Rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bạn này cho khỉ ăn khỉ, quá trời khỉ luôn. Em ơi. Lấy khẩu trang quay ra cho nó đẹp. Tối lên coi YouTube nha. Quá thì khỉ luôn. Em tên gì em? Dạ Hậu hả? Đó, ok. Ở Vũng Tàu luôn hả em? Phường mấy vậy? Phường 9 hả? Trời, tuốt phường 9 xuống đây chơi. Cũng xiên dữ vậy. Trời luôn. Cho cái con ngồi trên xe coi chừng nó phá chiếc xe, nó lấy cái nón của mình nó làm hư nón. Cho nó mấy hộp đi là nó lên xuống à. Đó, thấy không? Lên xuống á. Ngồi đó luôn em, để cho khỉ nó bu lại nhìn nó đẹp lắm em. Con này là con khỉ chúa nè. Ừ, con khỉ chúa. Chơi với khỉ chúa là ok, lâu lâu mới có dịp chơi nha. Thật quá, lâu lâu mới có con này xuống á. Đó, ngồi vậy ok. Đẹp lắm. Muôn thú quay quanh luôn nha. Tối mình mở YouTube á, mình coi kênh Núi Khỉ V3. Ăn nấu bánh lộn mới rượt nhau. Đó, phải không? Dành ăn. Dành ăn rượt người ta chạy mất tiêu hết rồi. Đó. Khỉ chúa nè. Đây, khỉ chúa đây. Bữa nay chơi khỉ chúa chị ơi. Đây. Xuống dưới ha, xuống dưới không? Ok. Con này nó lấy nhẹ nhàng cho nó ăn từ 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 từ, nó ngồi nó ăn hoài luôn á. Nó không cắn đâu, nó không cắn, nhưng mà đừng đụng nó. Anh ơi, cái xe của mình lại chỗ cái thùng chân canh á, lại hai bánh trong hai bánh ngoài. Đi.
Leo lên lấy ly nước mía. Rồi đi luôn. Rồi video tạm ngưng lại đây luôn nha.